kết nối vũ trụ. Hôm nay là một ngày tốt lành. Con biết ơn vũ trụ, người đã và đang sắp sẵn những món quà tuyệt vời cho con trong từng khoảnh khắc mà con được thực hiện sứ mệnh lẽ sống của mình. Những món quà tuyệt vời đang được cất giữ nơi trái tim của những người mà con sẽ gặp, từng việc mà con sẽ làm, và con chỉ cần dùng chìa khóa của tình yêu thương thuần khiết, sự ngọt ngào khiêm nhường và sự thông tuệ để mở ra mọi thứ. Xin vũ trụ hãy dẫn dắt để con đi đến những nơi con cần phải đến với phước lành, trí tuệ, thức tỉnh và bình an. Con cần có sức mạnh tâm linh, sự quảng đại, bao dung từ người. Con tin là vũ trụ đặt con vào cõi đời này để sống một cuộc đời phi thường và vĩ đại. Chỉ cho con đang có hàng ngàn nguồn lực để thành công, để chia sẻ vinh quang và uy quyền cùng người. Xin giúp con nhận thức đam mê, sự hiểu biết, nhận dạng cá nhân, bình an tâm trí, sự tinh thông, sự tự do, sự mạnh mẽ và lẽ sống trong từng phút giây. Xin cảm ơn trí huệ vô lượng trong linh hồn tôi, tạo thành tiếng nói và hình ảnh bên trong con người tôi. Trí huệ vô lượng trong linh hồn này luôn nhắc nhở tôi làm những việc cần làm, nói những lời cần nói, đi những nơi cần đi, gặp những người cần gặp, đến những nơi cần đến, nghe những điều cần nghe, thấy những điều cần thấy. Trí huệ vô lượng trong linh hồn tôi luôn hướng dẫn tôi làm những việc đúng đắn, mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho bản thân, để tôi thể hiện bản thân tôi thật tốt, để phụng sự và cống hiến cho đời những giá trị cao đẹp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Tôi là thực thể tâm linh thuần khiết. Tôi vượt lên trên tất cả cơ thể của chính mình. Tôi giao hòa cùng vũ trụ, thiên nhiên, con người, tạo vật và thấy rằng chúng tôi đều là một. Mỗi khoảnh khắc tôi đều đắm mình hài hòa trôi chảy trong dòng chảy năng lượng của vũ trụ. Và lòng biết ơn thuần khiết của sự cho đi và nhận lại vốn là quy luật của vũ trụ. Với mỗi một hơi thở, với tất cả nguồn lực từ nhỏ bé đến lớn lao đang nuôi dưỡng cơ thể này, tôi đều biết ơn. Với mỗi một ý nghĩ, mỗi quyết định hành động của mình, tôi đều cân nhắc đến giá trị cho đi vượt lên chính mình để bảo toàn cho trạng thái năng lượng hoàn hảo, cho đi và nhận lại trong vũ trụ được chảy trôi. Tôi vượt lên trên cơ thể của mình,
Tôi là thực thể tâm linh. Tôi có sẵn kho báu ở bên trong mình, nơi tình yêu, sự biết ơn, thịnh vượng, thành công, trí tuệ, tự do, bình an luôn được đong đầy ngay từ khi tôi đến với cuộc đời này. Tôi tự do khám phá thế giới vật chất bên ngoài trong trạng thái hoàn hảo của thế giới bên trong để tạo nên mọi điều mà tôi mong muốn, giúp cho vũ trụ này phát triển trong hành trình kiến tạo của người. Tôi yêu sức mạnh thánh thiện bên trong tôi, nơi tôi có thể tĩnh lặng để trở về nguyên bản của mình bất cứ khi nào. Tôi đang dẫn dắt chính mình. Tôi chăm sóc cơ thể này, yêu thương cơ thể này, biết ơn cơ thể này, vì đó là vật chất hữu hình, quyền năng nhất, giúp tôi hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh của mình. Với mỗi một ngày, tôi cam kết dành vài phút để làm ba điều quan trọng. Với tất cả sự nóng bỏng của tâm thức, tôi cầu xin sự tha thứ từ khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh, từ những con người và tạo vật trong suốt 3 năm qua trong hành trình cuộc đời này. Tôi đã vô tình hay cố ý làm tổn thương đến họ. Tôi cầu xin sự tha thứ để được hàn gắn tất cả gián đoạn mà tôi đã từng là một phần trong đó. Với tất cả lòng biết ơn, tôi tri ân mọi thứ trong cuộc đời mà tôi đã có, đang có và sẽ có. Tôi biết ơn tất cả, cho dù cuộc đời có gắn nghĩa đó là buồn vui, xấu tốt, thì đối với tôi, tất cả đều tốt đẹp. Tất cả đều là báu vật của tôi trên hành trình phát triển về với bản thể gốc của mình. Với tất cả yêu thương, tôi cầu nguyện cho chính mình, cho mọi người, cùng mọi sinh linh và tạo vật khác trong vũ trụ này đều được hân hoan trong phước lành tỉnh thức, bình an trong yêu thương, lan tỏa trí tuệ thông thái để nhận biết dấu hiệu trên hành trình trở về ngôi nhà tâm linh của mình. Đến một ngày nào đó, khi ai cũng tận tụy quay vào bên trong để sửa chữa những lập trình lỗi, để hàn gắn chính mình, thì lúc đó là lúc thế giới này được tự động tốt đẹp lên. Tất cả sinh linh và tạo vật đều sống trong hòa bình và tình yêu thương.